Xíu mại là một trong những món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa, nhưng khi vào Việt Nam đã được biến tấu rất nhiều để phù hợp với khẩu vị của người Việt. Thịt viên xíu mại mềm, dễ tiêu hóa nên phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, từ người già đến trẻ em. Tuyệt chiêu làm xíu mại thơm ngon, màu sắc tuyệt đẹp để ăn với bánh mì, cơm hoặc bún. Mời các bạn đón xem trên kênh Mai Rương TV.